Hôm nay mình sẽ ra đồng để mà cùng các anh một anh nè. Nó có kìa, mày lại quay giùm nó đi. Một anh để mà theo cái nghề là gọi là nghề đi chăn vịt. Nhưng mà ở đây thì theo anh mô tả thì vịt ở đây thì anh dùng để nuôi lấy trứng. Đây là vịt. Đây gọi là đá cá để bắt vịt. Khi mà nó chuối thì chúng ta sẽ bắt, nhưng mà nãy giờ ở cái đá thì cũng chẳng thấy con nào chuối hết. Hiện giờ rất là ít cá. Đây, có chuối nè các bạn. Đây. Thấy chưa các bạn? Chúng ta đã dính được một con cá rô đồng rồi. Mời các bạn theo mình bắt tiếp nha. Thường thì khi mà đá thì sẽ dính cá rô. Trước đây thì mình đá thì có thể dính cả cá lóc nữa. Các bạn mà nếu mà có việc xuống đây thì mình sẽ dẫn đi đá cá để bắt cá. Nhưng mà vài năm nữa thì tình trạng mà như hiện giờ thì rất có lẽ là sẽ không còn cá rô đồng nữa. Đây nữa này các bạn. Đây. Rồi, không có dính con nào rồi các bạn ơi. Sau đây mình sẽ đá tiếp nha. Khoảng 4-5 con gì đó cho các bạn coi. Bây giờ thì có được một con rồi. Đây, trong cái bọc này. Không thấy cái chỗ nào mà cái đen hết trơn. Cái hiếm bà. Và...
cái phương pháp này thì dựa vào cái sự đột ngột á, thì làm cho cá nó cho bắt đầu chuối đi, thì chuối đó thì nó sẽ lên một cái lằn đen, mình nhìn vào lằn đen đó mà để mà chúng ta bắt. Rồi, ok. Đây rồi. Được hai con rồi nhá. Cá gô rất là nhỏ. Đỡ vô đó nè, xa quá. Thôi mình đợi chỗ khác, chút nữa mình lại mình lấy. Một em rồi. Để mình đi đá tiếp nha. Ok. Đây. Đèn. Ok. Đây. Ok. Bạn thấy chưa? Cá rô rất là nhỏ. Đây là nãy giờ mình được 4 5 cá nhưng mà chỉ được bắt được có 3 con thôi. Đây mình sẽ để nó vô đây. Ok. Tiếp nè. Rồi, ok. Không thấy. Không thấy các bạn ơi. Mình xin quay thêm mấy cái chú vịt nè. Ở đây có hai loại này, vịt trắng và vịt gần. Vịt trắng thì thường để nuôi lấy thịt, còn vịt gần là nuôi lấy trứng. Trắng thì lúc con nó màu vàng, nhưng mà lớn lên thì nó có cái màu trắng luôn. Rồi nãy giờ mình đá được có 4 con, không có con nào thêm nữa rồi. Đây các bạn, nếu có dịp thì vừa đi vừa đá cá vừa coi vịt để trải nghiệm cái cuộc sống của miền Tây. Thêm đá thêm một vòng nữa coi, để bắt thêm một con nữa cho nó đủ 5 con không về nữa. Khó quá.
cuối con nào. Đây, 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 có túi này các bạn. Rồi, con này cũng không dính rồi. Con này không dính rồi các bạn ơi. Sau đây là mình sẽ bắt 5 con cá nãy giờ mình đã thu hoạch được, đưa vô cái này nhé. 1 con này, con các bạn nha, 2 con. Ồ đây, đâu rồi ta, chạy nó. Đây là 3 con. Còn một con nữa. Con nữa rồi. Không có biết nó nằm ở đâu nữa. Rồi mất tiêu một con này. Rồi không có thấy cái con này. Không biết nó ở đâu luôn các bạn. Rồi, nó đây rồi. Rồi, ok. Trong kia là có 4 cái đầu cá. 1, 2. Đây là 1 con nữa. Trong đây là 3 con. Được 5 con. Rồi. Sau đây là mình sẽ đi về thôi. Cảm ơn các bạn. Nếu có dịp đó thì ghé để mà học đá nước bắt cá rô nha. Còn nếu không biết đá thì liên hệ mình để mình chỉ cho ha, hướng dẫn cho thôi, chứ còn chỉ thì ai cũng biết rồi. Ở đây thì nó hơi xa trung tâm của thành phố một chút, nó nằm ở bên huyện của Châu Thành, nhưng mà các bạn muốn tham quan trải nghiệm thì đi cũng không có xa. Cảm ơn các bạn. Thôi, mình lấy xe mình về đây. Đây là kết quả nè. Nó hơi đuối.